cho dù chàng trai có chẳng bằng được thì cũng bị tôn của cô là 48 tệ một cân. Tôn Nam Mỹ, cô này có giá 450 tệ một cân. Cô nhập từ Nhật Bản đó. Ông chủ thấy chàng trai không muốn thanh toán, thế là chất vấn chàng trai có phải là muốn gây sự không. Em trai bên cạnh thấy vậy cũng lập tức đứng lên bảo đây. Tôi là cảnh sát, đi sớm về muộn mỗi ngày. Cái thứ vớ vẩn này của anh, tôi làm không công cả tháng rồi à? Anh cảm thấy thích hợp không? Thấy chàng trai nói mình là cảnh sát, ông chủ đó muốn xem thẻ cảnh sát của anh ấy, nhưng chàng trai đang trong kỳ nghỉ nên không mang thẻ cảnh sát theo. Ông chủ thấy vậy lập tức trở nên kiêu ngạo, nói rồi hất văng điện thoại di động của chàng trai. Chàng trai không muốn gây chuyện, anh ấy đứng dậy muốn nhận điện thoại mình lên. Lúc này ông chủ lại ấn chàng trai xuống, để anh ấy đi về phía trước. Lúc này chàng trai đã hoàn toàn tức giận. Làm cậu ta biểu diễn trên sân khấu.